xoay rổ sạn hài hước trong Tây Du Ký 1986. Được thực hiện khi công nghệ kỹ xảo còn chưa phát triển nên Tây Du Ký 1986 không tránh được những lỗi sai ngớ ngẩn. Cánh tay đeo đồng hồ của một thành viên trong đoàn làm phim Tây Du Ký vô tình lọt vào ống kính. Thời xưa chưa thể có hệ thống ống nước. Cột điện cao thế trên đỉnh núi ở phía xa cũng không thể qua mắt được khán giả. Ống cống từ thời hiện đại cũng xuyên không về quá khứ. Đường Tăng vô tình để lộ cổ áo sơ mi, trang phục đến từ thời hiện đại. Thổ Địa cũng để lộ ống tay áo len trong một cảnh quay. Sợi dây chói Đường Tăng được buộc hai kiểu khác nhau. Đĩa nho lúc vơi lúc đầy khi ống kính chuyển cảnh. Chiếc váy của công chúa dưới long cung đổi màu trong hai cảnh quay liên tiếp.